xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Wow. Đẹp quá. Xin trong clip nhiều quá trời luôn. Em giới thiệu một chút về mình đi. Dạ, em tên là Mỹ Tuyết. Thì mọi người hay gọi em với cái tên là Nhi. Hiện em là mẫu ảnh, influencer và em có kinh doanh một chút. Anh thấy em trong clip nói giỏi lắm luôn á. Em là một trong những cái cô gái mà anh thấy là tự tin lắm luôn. Cái này là em muốn nói hay là sao cưng? Dạ, thật ra thì cũng là những điều em muốn nói. Câu đầu tiên thì muốn hỏi là cái điều mà bạn tìm kiếm ngày hôm nay đi. Tại sao bạn đến với chương trình? Chắc là mình nói một chút về cái chuyện của mình. Thật ra thì mình trải qua vài mối tình và mình vẫn cảm thấy là mình không là chính bản thân mình. Thì thời gian này là cái thời gian mà mình cảm thấy mình là bản thân mình nhất. Mình thật sự muốn đến với chương trình. Nói cái cách em nói trong clip anh đã thích em rồi. Em ra cái cách em trả lời rất ngắn vừa rồi với Châu Anh còn thích em nữa. Là bởi vì anh rất hiếm khi thấy một người phụ nữ nào nói một cách rất ngắn và cụ thể về cái mà mình thật sự mong muốn. Anh muốn biết là những mối tình vừa qua nó khiến em như thế nào mà em nói rằng em không còn là mình. Đó là cái mối tình mà em nghĩ là nó là một cột mốc trong cuộc sống của em và cho em động lực để em trở thành một cái con người khác. Khi mà em bắt đầu quen bạn á, em muốn ở cạnh của bạn thì em thay đổi thành một cái con người mà không phải em mong muốn mà là một con người mà bạn mong muốn. Sau khi cuộc tình nó đổ vỡ thì em tìm lại chính mình và em phát triển cái con người thật của mình. Cụ thể anh ấy bắt em là những gì? Khi mà quen ảnh ấy thì ảnh nói với em là anh muốn có một người vợ như ý. Anh muốn em thay đổi thành một con người mà ảnh cảm thấy là đây là một người vợ để cưới. Thì em đã cố gắng thay đổi con người của mình thành một cái hình mẫu lý tưởng đó. Nhưng mà khi mà em thay đổi rồi, ảnh không còn yêu em được nữa. Anh không yêu em vì cái gì? Sau chia tay thì em biết là thật ra trong lúc mà ảnh yêu em, ảnh cũng không được là chính mình. Và bản thân em cũng vậy. Em gái à, em bắt đầu thích nói chuyện với em rồi đó. Bây giờ mình nói như thế này, trong một cái cuộc tình á, chúng ta sẽ luôn phải cố gắng để làm cái chuyện gì đó đúng không? Nhưng mình phải hiểu là khi mình làm chuyện đó là khi mình nhận thức được rằng cái đó nó thật sự tốt cho mình và cả hai. Vì sao? Vì khi em cố gắng để thay đổi bản thân mình quá nhiều để nó không còn là cái cảm giác bình thường của mình nữa, mình đang trở thành một phiên bản được dựng ra bởi não bộ của mình, thì lúc đó chúng ta không là mình một cách hấp dẫn nhất. Tại sao có nhiều người ta yêu nhau được lâu? Bạn thấy 10 năm ta bước ra người ta vẫn như mới yêu. Là bởi vì lúc đó người ta là người ta nhất khi người ta yêu cái người đó. Cái vấn đề nằm ở chỗ em với anh không ai sai hết. Theo ảnh á, cái phiên bản đó là cái phiên bản tốt nhất. Nhưng em không thể, bởi vì em không thuộc về cái điều đó. Cho nên hai người khổ sở để thay đổi nhau, chịu đựng nhau. Cái chuyện em cần làm là gì? Là tìm được một cái người mà cái năng lượng giống mình, cái tầng tư duy giống mình, chỉ yêu mình vì mình là mình thôi. Anh xem clip vừa xong á, anh thấy là em là một người thích cái sự phóng khoáng, tự do đúng không? Thì em đã bao giờ chia sẻ nhiều với chàng trai đấy về cái con người mà em muốn nói chưa? Dạ, em có chia sẻ. Nhưng mà mỗi lần em chia sẻ thì em với bạn sẽ có mâu thuẫn. Ai cũng sẽ có góc độ đúng để bảo vệ cho cái chính kiến của mình hết. Cho nên là mình phải đúng thì đúng cho cả hai, sai cũng sai cho cả hai. Chứ đừng có để hai bên cái ai cũng đúng mà tự nhiên cộng lại cái tự nhiên thành sai, mắc cười. Đó. Chắc cả em và cả bạn của em, cả hai người đều có những cái cá tính rất là mạnh. Mà cái bạn kia nếu có gặp một cô gái mà yếu hơn bạn này một chút, thay đổi được giống như ý bạn muốn, bạn cũng sẽ chán hả? Dạ, chính xác. Tại vì cái điều mà bạn ấy muốn á, bạn ấy chỉ có thể yêu được cái cô gái nào mà tự nhiên nó có hết. Cho anh hỏi em, cái anh đó ngoài cái việc mà anh không còn yêu em nữa,
là nó đến từ chỉ là vì em trở nên không còn hấp dẫn trong mắt anh ta, hay là có một cái sự can thiệp nào của một cái người nào khác nữa không? Em nghĩ là khi mà trong một mối quan hệ mà cả hai có vấn đề thì cái chuyện mà có người can thiệp vào hay là có người thứ ba nó sẽ là chuyện sớm muộn thôi. Cái chuyện của em nó cũng kết thúc như vậy, nhưng mà em lại không có cảm giác buồn vì bạn có người khác. Khi em chia tay em có phát hiện được anh ấy đã với người khác chưa? Thực ra rất là hay là ảnh tự nói với em. Ảnh tự nói với em và ảnh kết thúc. Anh cảm thấy là tụi mình không thể tiếp tục được nữa. Anh không yêu em được nữa. Em hãy sống cuộc đời của em đi. Nhưng mà ý là anh hỏi là một cách phủ phàng hay là một cách trải lòng? Em nghĩ là anh đã quá mệt, cho nên là anh phải nói ra. Anh không chịu được nữa. Anh muốn biết cái cách đón nhận của em lúc đó nó như thế nào? Thật ra cái chuyện đó nó cũng xảy ra 4 năm trước rồi á. Cái suy nghĩ em cũng còn khá non nớt á, cho nên là khi em đón nhận cái chuyện đó em không chấp nhận. Em cố gắng níu kéo cái người đó, nhưng mà tất nhiên là không có thành công. Bạn cũng từ chối gặp em. Em nghĩ bạn làm đúng, và em bắt đầu làm lại chính mình. Em quen bạn 3 năm rưỡi thì cái mâu thuẫn của em và bạn chắc cũng phải 1 năm rưỡi trước khi chia tay. Biết không, em hay mà cái anh kia cũng hay. Cả hai người này đều là những người cá tính rất là mạnh, và họ biết chính xác họ muốn cái gì. Em cũng không muốn trở thành một cái con bé mà như ảnh muốn, và ảnh cũng không muốn yêu một con bé mà không như anh muốn. Và anh này hay ở chỗ ít nhiều gì anh ấy dám thật sự đàn ông để nói cho em nghe là tôi không thể yêu em được nữa. Với cái định dạng như vậy, anh rất sợ những người đàn ông im lặng bỏ đi. Anh không thích những người đó sòng phẳng với nhau một chút nó hay hơn. Em nghĩ là đàn ông hay phụ nữ gì cũng nên sòng phẳng với nhau, đừng ai im lặng hết. Im lặng là một cái gọi là hèn. Dạ, sao dám yêu, dám thổ lộ, dám tình cảm với người ta. Cái lúc bắt đầu dám mở miệng ra nói mà. Cái gì cũng dám hết. Chia tay cái lén lén trốn đi không được. Phải nói, không yêu người ta chỗ nào nói. Khi mình dám nói có nghĩa là mình dám đối diện với nó. Nhưng mà sao tự nhiên em lại có cảm giác ngược với mọi người? Đó là những cô gái mà hay mở miệng nói mình thích tự do, lại thích đắm chìm trong sự ràng buộc và hay bị mắc bẫy trong điều đó. Và có bao giờ em suy nghĩ là cái mối tình của em vừa mới thoáng qua nó làm cho em buồn á? Dạ có. Đó, chị lại nghĩ là em bị mắc cái lỗi đó, chứ không phải là cái sự cả hai cùng đấu tranh tự do. Em nghĩ cô gái này là một cô gái mà cô sẽ thích tự do nếu như cô độc thân. Mà cô mà lỡ yêu ai là cô sẽ vì người đó hết mình cho đến cùng nhiệt. Không phải đâu nha. Cái cô này ngược lại, cái cô này cá tính, cho nên cái cô muốn có cho bằng được. Tao bỏ tao tiếc nên đúng phải chưa? Chinh phục, nên phải cố gắng đúng không em? Cái gu của bạn là cái anh kia. Ê, đúng chưa? Đó, bé thích chinh phục. Cái mà em nói là cái cô khác, một cái cô mà nhìn bên ngoài có vẻ rất mạnh mẽ, nhìn đụng vô bánh bèo, đúng không? Bà đó. Cái này có cái gu đó anh, gọi là gu thích khổ nha. Không phải gu thích khổ, không thích khổ đâu. Không, có cái gu thích khổ. Thích khổ là em, anh biết. Không biết là sau cái mối tình 4 năm đó thì đến nay bạn đã yêu được thêm ai chưa? Sau cái mối tình 4 năm đó thì thật ra em mắc thêm một sai lầm nữa, là em vội vàng em có một cái mối tình thứ hai. Em cảm giác là lúc đó em chỉ muốn cái sự an toàn và sự ổn định. Mọi người hỏi em là tại sao chọn bạn, vì mọi người đều thấy là em với bạn không có điểm chung, tính cách cũng khác biệt. Em lại nói với mọi người là em chọn bạn vì bạn rất là ngoan. Bạn nhỏ hơn em 3 tuổi. Em quen bạn khi mà bạn còn đi học. Em và bạn yêu xa. Bạn học xong thì bạn chọn là bạn về với em. Nhưng mà khi mà bạn thay đổi môi trường sống, bạn có nhiều thứ để khám phá bản thân mình hơn á, thì tôi đã nói rồi, tất cả chúng ta đều phải trải qua rất nhiều người trước khi tìm được cái người hợp nhất với mình. Tôi đã từng yêu một cái người lớn tuổi hơn tôi 6-7 tuổi. Cái sai lầm của tôi là tôi bị giống như em đó, là cô bắt tôi là phải mặc đồ lúc nào ra đường cũng phải áo sơ mi bỏ vô quần để nhìn đừng có chênh lệch với cổ quá. Cô không thích tôi làm diễn viên hài. Anh phải im lên, anh phải lạnh lên, anh đừng nói nữa, anh đừng hài, anh đừng gì hết trơn. Quen một thời gian sao tự nhiên mình nói ủa tôi là ai vậy trời. Mà anh có làm luôn á hả? Anh phải làm nha, tại lúc đó mình yêu mà. Dạ. Bao lâu anh? Hơn nửa năm ấy. Anh cảm giác giống như em á, phải dừng lại thôi. Rồi cái mình cũng sẽ bám vô một cái phao nào đó. Cái mối tình trước mình không có cái này, cái người này chiều mình nè, không bắt mình làm vậy nè. Nhưng thì cái người đó chán quá, người đó không có gì để xảy ra hết.
Như cái mối tình của em là cái bạn này còn trẻ quá, mình tưởng ngoan. Tới lúc biết khám phá thế giới, nó thấy mình hơi cũ kỹ với thế giới của nó. Nó muốn đi chỗ khác, tìm cái khác. Nó là như thế thôi. Cho nên cái việc mà em cần phải làm là đừng có thất vọng gì hết á. Đừng có give up gì hết. Cứ yêu thôi. Cho đến khi nào gặp cái người mà người ta hợp mình mọi chuyện. Harry Won là một điển hình. Em nói thật với anh, tìm một cái người như thế nó rất là khó. Tìm một cái người siêu lý tưởng, đấy gọi là cái hình mẫu lý tưởng đó đối với bản thân lắm. Đó là khó nhất cuộc đời của mỗi phước người. Dày lắm. Dạ, phước dày. Phước mỏng mỏng như em với chị Như là sẽ khó. Em ơi, em nói mình em thôi chứ lôi chị vô. Ôi, chị. Ôi, với chị 5, 6 năm rồi đó. Chị chưa phải... thấy ai mặc đồ vét mà. Cái gì vậy? Bà chính. Ê, tức thiệt á. À. Bác dùng từ phước chứ em là em dùng từ nghiệp báo. Em, bên anh đi. Khi em biết cách quyến rũ nhất, tự động cái em muốn nó tới. Nếu một người đàn ông không thể yêu em vì em là em, là người đó đang không thuộc về em. Đi tìm người khác mà người đó chấp nhận em ở mọi vũ trụ. Giờ đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em rất sẵn sàng. Không hẹn mà tự nhiên ba anh chị đến đây với ba tạo trắng tinh khôi như thế này làm tôi bồi hồi quá. Em tính làm tam ca áo trắng. Không có người đàn ông nào mà cứ thích làm tam ca áo trắng trong khi tam ca áo trắng là ba cô gái. Áo trắng chứ có đâu phải áo dài trắng đâu. Vest trắng, suit trắng được mà đúng không? Đồng nghiệp hơi trả treo em. Em mặc đồ trắng á, em ít nói cho nó sang. Dạ chứ không. Ô, có. Nhưng mà cái vấn đề đồ trắng có liên quan gì đến vấn đề sang đâu ta? Không sang người ta không ngồi kiểu mà chéo chân mà ẹn cái tay bên như vậy. Đúng rồi. Không sang người ta phải ngồi khoan thai lên kiểu là thẳng lưng lên. Không ai mà ngồi chồm hổm với kiểu ăn bún riêu ngoài kia cho Bến Thành như vậy. Ok, chúng ta có một bạn cố vấn là chưa trưởng thành. Bây giờ chúng ta nghe người trưởng thành nói đây là. Chắc chắn là em vẫn sẽ tin vào cái lựa chọn của mình như hai tập trước. Tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ của cô gái. Trộm vía là vẫn chọn đúng cho bạn gái nên hôm nay sẽ tiếp tục phát huy. Nhiệm vụ của cháu buổi đây là đến với chương trình mang cái uy tín của chương trình. Trời ơi, cái từ đó đúng anh ơi, uy đúng không? Tín uy tín. Em sẽ là niềm tin hy vọng cuối cùng le lói để cho khán giả còn tin vào những gì cô vẫn thốt ra. Em tự tin lên, em có cái điều mà tụi chị không có, đó là sự uy tín. Tú hôm nay đến đây với tâm trạng như thế nào? Bỡ ngỡ cái là bởi vì em vừa mới tới cái là vào quay luôn. Chứ tới là em muốn nghỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi mới quay hay sao? Em nghĩ là mình ăn buffet xong buổi trưa rồi mình quay là hợp lý không nhất. Không em ơi, chương trình chúng tôi rất là chuyên nghiệp nha. Hàng ngàn người đợi trong nha, mới rảnh để 15 phút cho uống cà phê rồi nha. Ừ. Nhưng mà em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, là em đoán chật lất luôn. Không, anh cũng tin như vậy, nhìn gương mặt em không có niềm tin là đoán trúng cái gì cả. Ủa sao mặc đồ trắng mà rùi bu quá vậy? Thu. Từ từ để đổi con rùi. Thu nha. Nhìn Tú á, nó hiền quá. Anh không tin là nó yêu nhiều đâu. Yêu nhiều nhưng mà không rút kết gì được nhiều thì đây cũng là một cái dạng. Trời, sao ác vậy? Nhưng mà 5 năm rồi chị cũng chưa có người yêu. Sao mà phát ngôn như dỗ vô lòng ngực em vậy trời? Em thấy không? Cái này người ta gọi là quả báo nhãn tiền đó Như. Phát trở lại với chương trình lần thứ hai đúng không em? Dạ, thì em hết bỡ ngỡ rồi anh. Chuyển sang là em có một chút xíu là bề dày và kinh nghiệm tình trường đó. Ồ, là em đã trải qua một mối tình tan vỡ rồi hay sao mà em có kinh nghiệm tình trường? Ồ, tự nhiên khúc này ngủ ngang. Tức là không cần tan vỡ thì người ta mới rút cho mình được cái bài học kinh nghiệm đâu anh. À, huống gì nó tan vỡ đúng không em? Ủa chị sao? Hỏng quá. Như, em nói vậy là em khẳng định tôi tan vỡ rồi. Sao mà đâm đằng trước chị đâm đằng sau? Trầm Minh này. Đúng. Dễ thương quá nữa ấy. Dễ thương. Dạ nói thiệt thà đó. Đúng rồi. Cái giọng mà nó đưa ba cái chữ nhảm vô miệng ông không nói được đó. Nó dễ thương cái đoạn đó. Giờ mặt anh ấy cũng dễ thương rồi. Nếu một người thành công như vậy chắc chắn phải có người ở nhà. Đàn ông mà nuôi mèo độc thân nha. Kiểu như là hiên cho mình chút xíu thôi. Không thấy hình ảnh con mèo mà em nghe tiếng mèo. Có con mèo sao không? Rất là lướt nhanh thôi. Đeo cái mắt kiến coi cho kỹ rồi mà nguyên con mèo nó dịnh ra. Sao mà đeo mắt kiến rồi ngủ vậy? Nó ngồi đi ăn là cào mặt. Nãy giờ ta đang lịch sự, không muốn mà lòi cái cốt chợ. Anh Tú con hỏi em đeo dễ thương ha. Con này con điên. Có cái gì tức quá. Tức quá. Anh này ghi điểm quá mạnh trong lòng của em. Vừa ngon như thế này. À, vừa. Mình thím trong nhà mình ăn nói chín chắn xíu em ơi. Cái anh này nè, anh phản ứng rất rõ ràng với tất cả những cái nhận xét của tụi mình dành cho ảnh. Thì em lại cảm thấy là anh này độc thân. Không, cứ hướng cho nữ chính vào màu này đi. Có gì giờ chị hốt. Chị hốt. Trời ơi, cái tính vậy rồi mùa sau người ta mời đúng không? Trời ơi. Em muốn vay rồi con đó. Thương chị mà. Yêu nghiệt.